Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhu cầu tìm việc gia tăng sau dịch bệnh COVID-19. Khai thác cáy trên bãi tươi giúp bà con xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nâng cao thu nhập. Bà Nguyễn Minh Song, khu phố Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên nhặt được của tươi trả lại người mất. Phú Thọ khắc phục sự cố vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn. Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên còn tồn tại 153 vi phạm hệ thống công trình thủy lợi. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sớm được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ, đến nay các ngành chức năng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức rà soát lập danh sách nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn và ngừng thực hiện hợp đồng lao động để xác nhận đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300 lao động tại 11 doanh nghiệp được xác nhận thuộc đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đề nghị hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp có số lao động được xác nhận nhiều nhất là Công ty Trách nhiệm hạn GG Việt Nam 684 lao động, Công ty Trách nhiệm hạn May Kiung Việt 150 lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiwang Jin Việt Nam là 170 lao động. Ngoài ra còn có 56 lao động tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Toán Lượng được xác nhận thuộc đối tượng ngừng thực hiện hợp đồng lao động. Theo quy định, các đối tượng này sau khi được xác nhận đủ điều kiện sẽ được đề nghị hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng một người một tháng và tối đa không quá 3 tháng. Với tình hình dịch bệnh đang dần được khống chế, hoạt động kinh tế dần sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động. Tuy nhiên, trong phía các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các tiêu chí để tuyển dụng nhân sự một cách thận trọng vì nhu cầu tìm việc gia tăng sau dịch sẽ khiến thị trường việc làm cạnh tranh hơn bao giờ hết. Xuất hiện trên thị trường công nghệ thông tin Việt Nam được 5 năm, song theo đại diện của công ty này, sức nóng về nhân sự chưa bao giờ hết nóng. Đặc biệt khi dịch COVID-19 được kiểm soát thì cũng là lúc công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến nâng quy mô từ 50 nhân viên lên 120 người. Cái nhu cầu tuyển dụng về các vị trí cũng đều rất là tăng bởi vì các dự án từ phía nước ngoài thì họ cũng gửi về rất là nhiều. Kế hoạch trong công ty của năm nay thì mình sẽ mong muốn là tăng khoảng gần 2/3 so với hiện tại nữa, và nhân lên khoảng 3 lần. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2020, số lượng người đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh, đồng nghĩa gia tăng nhu cầu tìm việc trên thị trường. Chị Bùi Kim Mây là một trong số nhiều lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm mới sau khi thất nghiệp gần 5 tháng. Để mấy tháng chăm con xong sau đấy thì sẽ quay lại công việc. Nhưng mà đến tháng 3 đấy thì du lịch bị ảnh hưởng nên là không thể tìm việc nữa. Bên cạnh các doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực lao động thì theo các chuyên gia cũng có rất nhiều đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động nhằm phục hồi sản xuất. Nắm bắt được tình hình này, thời gian qua, 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại Hà Nội đã triển khai hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và người lao động. Đối tượng tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành, kinh doanh, cơ khí, điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Trước thời điểm COVID-19 thì công việc của mình cũng khá là ổn định, không ảnh hưởng gì đến công việc của mình cả. Nhưng mà sau đấy thì thời gian đấy thì ảnh hưởng rất nhiều công việc của mình. Các nhân viên mà làm với công ty đầu tư vốn đầu tư nước ngoài ấy, mà các hàng mặt hàng xuất khẩu ấy, thì vẫn chưa thể nào mà quay lại ổn định được. Do là các thị trường lớn như là châu Âu hoặc Mỹ thì vẫn đang trong quá trình là dịch bệnh lan rất là rộng. Nửa đầu tháng 5 thì cái số lượng doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động thông qua trung tâm cũng tăng lên rất là đáng kể. Trong nửa đầu tháng 5 thì khoảng độ 2 tuần thì đã có khoảng độ gần 300 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng. Và cái số vị trí chỉ tiêu tuyển dụng cũng rất là lớn. Đấy, cũng báo cáo với chị là cái số chỉ tiêu tuyển dụng rất là lớn. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã có những chương trình cụ thể. Chúng tôi tiếp tục là tiếp nhận các cái đăng ký tìm kiếm việc làm của người lao động. Tính đến tháng 5 năm nay, hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tìm nhân sự qua sàn giao dịch việc làm, chỉ giảm 20% so với năm 2019. Rõ ràng Covid dần đi qua cũng là lúc cung và cầu thị trường việc làm khởi động mạnh mẽ trở lại. Từ đầu tháng 4 âm lịch, sáng nào trên cánh đồng khu bãi tươi của xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, bà con nông dân cũng rộn ràng thu hoạch cáy. Từ 5 tháng nay, con cáy là nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ dân ở đây. Việc khai thác cáy được bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch.
Không quá vất vả, bà Nguyễn Thị Liên ở thôn An Lao, xã An Thanh chỉ với những dụng cụ thế này, một cái xô và đi theo dọc bờ ruộng. Cầm từng cái chai nhựa được cắt ngang có phần đáy kín đổ cái vào xô rồi đặt lại vào vị trí cũ. Chỉ cần đi hết bờ thửa ruộng rộng khoảng 3 sào, bà Liên đã thu được một xô cái. Cái vừa thu đã có thương lái đến mua. Để có những chai cái đó, từ sáng sớm bà Liên cũng như bà con nông dân ở đây phải làm mồi cám răng bôi vào miệng chai và đi đặt ở bờ ruộng, khoảng cách từ 50 đến 70cm một chai. Khi nắng lên, cái bò từ các lỗ dưới đất lên tới chỗ có mùi thơm và sẽ bị trượt vào chai, không ra được. Cứ như thế, vào buổi sáng hoặc trưa, người dân tới thu về. Mùa này là thu hành chính này, thì chúng tôi cứ cám xong rồi chúng tôi bôi vào miệng chai. Thì là cứ sáng chúng tôi bôi cám, tối đi bôi cám vào miệng chai thì sáng chúng tôi đi đổ. Nếu ai người ta bôi sáng thì là 10 giờ phải đi đổ, không là nắng nó cấy nó bị chết. Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Liên có hơn 1 hecta bãi chuyên khai thác cáy và dươi. Trung bình một vụ gia đình bà thu 1 tấn cáy với giá bán 80.000 đồng kg, thu được 80 triệu đồng. Khai thác cáy không cần phải đầu tư nhiều, chỉ cần sau vụ lúa cày ruộng để phơi đất khi con nước lên thì săn bằng mặt ruộng và bờ phát sạch cỏ có độ dốc xoải xuống ruộng. Vào cái mùa đầu tháng 2, tháng 3 của âm lịch thì bắt đầu là chúng tôi vào cái thời thu cáy. Và lúa của chúng tôi cấy từ trong năm thì bắt đầu là cái thời điểm đấy là cây lúa sinh trưởng thì con cấy nó mát nó ở. Cho nên là chúng tôi không cấy lúa của cái vụ mùa mà chỉ cấy lúa của cái vụ chiêm thôi. Mà đến cái thời điểm tháng 8 chúng tôi không thu hoạch được cấy nữa với lý do là cái mùa đấy là mùa đông ghen, mùa lạnh, cho nên là cấy vào trong hang. Cấy không còn ở ngoài nữa thì chúng ta không thu được nữa. Từ khi áp dụng kỹ thuật vào gieo cấy lúa và khai thác cấy theo mùa, sản lượng cấy ở An Thanh tăng rõ rệt và việc khai thác cấy nhàn hơn, bảo tồn được cấy. Trước đây chưa có kỹ thuật, bà con ở đây chỉ biết bắt cấy bằng cách mang thuồng đi đào lỗ hoặc dùng mồi như ốc, tép, giun để câu. Những cách này không những mất thời gian, hiệu quả thấp mà bờ vùng còn bị tan hoang. Hiện nay xã An Thanh có hơn 130 ha đang khai thác cấy và dươi, trung bình một năm bà con địa phương thu được khoảng 100 tấn cấy. Cấy An Thanh đã trở thành nguồn lợi kinh tế chính sau dươi, làm giàu cho bà con nông dân. Cấy và dươi là con đặc sản tự nhiên của vùng bãi sông xã An Thanh đã trở thành sản phẩm ô cốp 4 sao. Hàng năm nguồn lợi mà xã An Thanh thu được từ cấy và dươi lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều gia đình là hộ khó khăn đã trở nên giàu có, xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm ô tô và các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền nhờ đầu tư vào vùng đất bãi. Chùa Văn Khai ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương là một trong những chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương. Chùa hiện đang còn lưu giữ hàng chục tấm bia đá cổ có tuổi đời từ 400 đến 500 năm. Tuy nhiên, những tấm bia này đang bị xuống cấp từng ngày, rất cần có phương án bảo tồn và gìn giữ. Cụ Phạm Minh Thân từ tấm bé đã gắn bó với ngôi chùa Văn Khai. Cụ cho biết, trước đây trong chùa còn rất nhiều bia đá cổ, nhưng hiện nay chỉ còn lại hơn chục tấm bia. Các tấm bia này cũng đang bị thời gian bào mòn. Chữ khắc trên văn bia đang mờ dần. Nhiều chữ đã không còn đọc được nữa. Đây có rất nhiều bia. Mà nhiều nhất là thời Lê Đầu, cuối Lê Đầu Nguyễn. Thế nhưng mà cổ nhất thì còn cái bia gọi là Sùng Khang, liên hiệu của Mạc Mậu Học. Là 1500 bao giờ đấy thôi. Tôi không nhớ rõ còn chi tiết đấy. Thế và thứ hai nữa là cái thượng dương trong chùa bây giờ thấy rồi trên còn cái bia đá đây tôi đọc được là Chính Hòa Thập Tam Liên, tức là 1673-72 gì đó, thời vua Lê Hy Tông. Do bia đá để ngoài trời trải qua mưa nắng hàng trăm năm nay và vẫn đang tiếp tục bị xuống cấp, chính quyền địa phương và nhà chùa thì không có kinh phí để xây dựng nhà bảo quản nên quá trình xuống cấp càng nhanh hơn. Nhiều tấm bia không được dựng ngay ngắn, đang bị nằm lăn lóc khắp các khu vực quanh chùa. Cái hệ thống bia thì trước đây thì cái việc quản lý thì chưa được chặt chẽ, thì bia để khắp nơi trong chùa. Thế sau khi coi như là được công nhận di tích quốc gia thì chính quyền đã phải quy tập bia. Bây giờ các đồng chí thấy như là một vườn bia. Thế nhưng mà để bảo quản được thì báo cáo các đồng chí lại phải có cái kế hoạch lâu dài. Dự kiến trong thời gian tới thì riêng các cái bia cổ này thì phải được xây dựng nhà bia để bảo quản, chứ để mưa để nắng như này thì nó cũng không đảm bảo. Tuy vậy về nguồn kinh phí thì nó cũng khó khăn. Bên cạnh việc bảo tồn cũng cần có những nghiên cứu
tìm hiểu về những nội dung trên văn bia, bởi hiện nay còn rất ít người đọc và hiểu được những nội dung viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, những con chữ khắc trên văn bia cũng đang mờ dần, mai một dần theo thời gian. Nhiều chữ đã mất nét, nhiều chữ đã mờ hẳn, không còn đọc được nữa. Các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần có những đánh giá cụ thể và có phương án bảo tồn, gìn giữ những cổ vật hàng trăm năm tuổi này cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất là việc làm tử tế, nghĩa cử cao đẹp, mang giá trị nhân văn sâu sắc, đáng được trân quý và lan tỏa. Mới đây, bà Nguyễn Minh Song ở khu phố Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã có một hành động ý nghĩa như thế. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, bà Nguyễn Minh Song trên đường đi tập thể dục từ đoạn đường Tống Chân ra khu vực Sơn Nam có nhặt được một cọc tiền trị giá 50 triệu đồng. Với tâm niệm giúp người cũng như giúp chính bản thân mình, ngay sau khi nhặt được, bà Song đã đến trụ sở công an phường Quang Trung tự nguyện giao nộp và trình báo để tìm lại người đánh rơi. Tiếp nhận số tiền tài sản từ bà Song, công an phường thông báo trên phương tiện loa phát thanh phường để tìm chủ sở hữu số tiền trên. Ngày 14 tháng 5, chị Nguyễn Thị Cẩm Ly ở khu phố Đông Thành, phường Quang Trung đến cơ quan khai báo mất số tiền trên. Sau một thời gian củng cố hồ sơ xác minh, công an phường Quang Trung đã trao trả lại số tiền 50 triệu đồng cho chị Ly. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo tác hại của rượu bia đối với sức khỏe, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị viêm gan, xơ gan liên quan đến rượu bia vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trung bình một tháng, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà điều trị cho trên 200 bệnh nhân bị viêm gan, xơ gan, trong đó có tới 80% số ca đều liên quan đến rượu bia. Nhiều bệnh nhân có thâm niên uống rượu bia từ 15 đến 20 năm trở lên. Đa số các bệnh nhân này khi nhập viện đều trong tình trạng nặng với các biểu hiện bụng trướng to, phù chân vàng da, vàng mắt, ăn ngủ kém. Một số trường hợp đã ở giai đoạn cuối biến chứng ung thư gan. Theo bác sĩ, việc lạm dụng rượu bia kéo dài là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày và các bệnh về gan, đặc biệt với người có viêm gan virus B và C. Nếu uống rượu bia, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng lên gấp nhiều lần người thường. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 5, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn đã phối hợp tổ chức khai quật tại đồi Nà Cóc, thôn Quan Làn, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới để khai quật hài cốt 13 thanh niên xung phong hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong sự cố vỡ đập hồ Tân Minh xảy ra năm 1968. Việc này là để làm rõ thông tin 13 ngôi mộ liệt sĩ thanh niên xung phong không có hài cốt. Việc khai quật đã được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ, được thân nhân các gia đình liệt sĩ đồng ý và chứng kiến. Theo sơ đồ được các nhân chứng cung cấp, tại đây có 13 ngôi mộ liệt sĩ. Tuy nhiên qua xác minh thì có một liệt sĩ đã được thân nhân đưa đi an táng ngay sau khi tìm thấy thi thể bị nước cuốn trôi. Ba liệt sĩ đã được thân nhân cất bốc. Thông tin này đã được gia đình của các liệt sĩ xác nhận. Do đó tại đồi Nà Cóc chỉ còn 9 ngôi mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, quá trình khai quật cho thấy cả 9 ngôi mộ này đều không có hài cốt, chỉ có một số hiện vật như lược chải tóc, bút, tiền xu, dây chuyền, bát sắt. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức họp báo. Căn cứ vào kết quả khai quật trong sáng ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tìm kiếm nhân chứng, thu thập thông tin để biết được đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đã cất bốc lần đầu những ngôi mộ liệt sĩ từ đồi Nà Cóc. Tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt hết khả năng để sớm làm rõ, tìm ra và quy tập hài cốt các liệt sĩ này trong thời gian tới. Sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục sự cố. Đập chứa nước Đầm Thìn được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với diện tích hơn 15 hecta, sức chứa khoảng 600.000 mét khối nước, phục vụ nước tưới cho 128 hectare lúa vụ chiêm và 72 hectare lúa vụ mùa. Đơn vị quản lý đập là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, xã Cấp Dẫn. Đập nước bị vỡ đã gây thiệt hại một số lồng nuôi cá trong lòng đập, một số diện tích hoa màu và ao hồ ở vùng Hạ Du. Rất may là không có thiệt hại về người. Cũng đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp xác định được nguyên nhân như thế nào đấy, xong rồi giải pháp dùng ngân sách để dự phòng để xử lý cái hồ này. Mà cũng phải có hai nữa bàn giao công tác quản lý luôn. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục sự cố, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng
làm tốt công tác đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người dân ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Các ngành chức năng cần kiểm tra, rà soát lại mức độ an toàn của tất cả các hồ đập trên địa bàn để có biện pháp xử lý trước mùa mưa bão sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua người dân đã phản ánh về nhiều vi phạm trong hoạt động bến phà tải, đặc biệt là tình trạng không bán vé mà thu tiền trực tiếp của người dân. Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm phóng viên thời sự đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc. Phà giải nối hai huyện Thanh Hà và Kim Thành. Theo quy định, những chiếc barrier này phải được đóng lại khi phà đang chạy trên sông. Tuy nhiên, ở cả trên bến cũng như dưới phà, barrier thường xuyên được mở, bất chấp sự nguy hiểm đến an toàn của các phương tiện và hành khách. Cũng theo quy định được ghi rõ trên phà, yêu cầu ô tô xuống trước, xe máy và người đi bộ xuống sau. Tuy nhiên ở đây thì ngược lại, những hình ảnh này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng lớn đến tính mạng người tham gia giao thông. Có một cái câu mà mọi người thì đều nhớ cả, lên phà thì người trước xe sau, còn xuống phà thì xe trước người sau. Thực tế ở trên bến phà nó có những cái chưa, với cả cái đặc điểm đặc thù của địa phương là rất nhiều người đi chợ, và đi chợ thì chở rất là nặng, đấy là những người đi xe máy. Vì vậy có thể trong cái quá trình mà lên xuống phà, để đảm bảo cái việc coi như tốt nhất, phục vụ tốt nhất cho người dân, thì đâu đấy nó sẽ có những cái việc là bố trí sao cho nó phù hợp, chứ nó không nguyên tắc cứng nhắc về cái việc như kia. Cũng theo phản ánh của người dân, bến phà chỉ bán vé, soát vé vào ban ngày, còn ban đêm thì thu tiền trực tiếp. Chỉ mất tiền thôi, không vé. Chỉ đưa thẳng tiền. Trả lời trên báo chí, nhân dịp phà giải đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm đầu tư khai thác phà giải cho biết, đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực từ cấp quản lý đến công nhân vận hành cho hoạt động của phà liên tục 24/24 giờ trong ngày. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, đại diện lãnh đạo bến phà lại khẳng định phà chỉ được phép hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ. Và đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại vào lúc 4 giờ. Tối này chắc không cần vé chứ tự nhiên. Em chỉ thu tiền liên tục. Khẳng định tình trạng không bán vé mà thu tiền trực tiếp về đêm là sai quy định. Mặc dù cả một hệ thống camera được lắp đặt có tác dụng trong việc quản lý giám sát hoạt động của phà giải, tuy nhiên tình trạng thu tiền trực tiếp không xé vé diễn ra trong một thời gian dài mà lãnh đạo phà lại không hề hay biết. Thì cái này thì nếu chúng tôi sẽ kiểm tra lại, bởi vì thực tế ra là chúng tôi sẽ có cái hệ thống kiểm soát của mình, thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu như mà có tình trạng đó, nếu như thực sự có tình trạng đó thì chúng tôi sẽ xem xét về có cái hình thức xử lý. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm là thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Như vậy thì các đơn vị thu tại các bến phà, bến đò phải có trách nhiệm là kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước. Cái hành vi mà thu tiền trực tiếp vào ban đêm, không giao vé, không xé vé, có dấu hiệu của việc trốn thuế. Biên bản kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại bến phà giải của đoàn liên ngành vừa được ký vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Theo kết luận này, thì bến phà giải đều chấp hành tốt các quy định và không phát hiện ra bất cứ tồn tại hạn chế nào của bến phà này. Vậy thực tế nêu trên là sao? Cần câu trả lời của các nhà quản lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua người dân đã phản ánh về nhiều vi phạm trong hoạt động bến phà giải, đặc biệt là tình trạng không bán vé mà thu tiền trực tiếp của người dân. Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm phóng viên thời sự đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Ân Thi có 259 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Đến nay, huyện đã xử lý giải tỏa được 106 trường hợp. Số trường hợp chưa được giải tỏa cụ thể: xây nhà kiên cố 70 trường hợp, nhà cấp 4 công trình phụ, lều quán là 37 trường hợp, còn lại là 46 trường hợp vi phạm khác. Đây chủ yếu là những vi phạm nhiều năm nay do một số địa phương buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, thiếu kiên quyết trong công tác giải tỏa, nên các vi phạm trên chưa được xử lý. Hiện nay đang trong thời điểm mùa mưa bão, tuy nhiên trên nhiều dòng sông, các tuyến kênh mương trong huyện vẫn còn tình trạng người dân thả đăng đó, giăng lưới để nuôi thả vịt, đánh bắt cá. Tại một số địa phương, do không trục vớt thường xuyên,
nên có tình trạng bèo phủ kín, dày đặc trong hệ thống công trình thủy lợi. Những vi phạm trên không những làm thu hẹp dòng chảy mà còn gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.